Chào mọi người, quay trở lại kênh Di Động Vô Giá. Chúc mọi người thật ngày mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Em review cái trà đào cam xạ nè, đang làm mưa làm gió thời gian gần đây nè, rất là nhiều người uống nè. Thương hiệu Ajimoto là bột ngọt á, nhưng mà lại sản xuất cả thêm trà đào nữa. 88g, 31.500 nha. Đó, chữ những in những kiểu chữ Thái nè, chất xơ nè, chất điều chỉnh độ axit này, bột trà đen, bột đào, rồi hương tổng hợp nha, vitamin, rồi hương xả, chất tạo ngọt, với lại hương trái cây với cam nữa nha. Sản phẩm dùng cho người nhạy cảm, không dùng cho những người nhạy cảm với sữa này, gluten này, sulfit, đậu nành nha. Đó, khuyên dùng là 2 gói mỗi ngày. Đây là ngày sản xuất, hạn sử dụng 1 năm nha. Đó, đây là cách pha này, đào với cam với xả, 3 loại kết hợp với nhau thành ra một vitamin trong một ly này. Này là cách pha đúng, cách chế biến ngon đúng đỉnh này. Một gói với lại 70ml nước nha. Khuấy đều xong cho đá thôi, còn uống nóng thì cho nóng nha. Đem thay mát, đem đậm đà này. Nếu mà cho nóng thì phải để 100ml nước sôi này. Đó, còn đá thì thêm đấy vào xong đá tan ra nữa. Mình thấy là uống mấy này, uống kiểu như là pha buổi tối ấy, thì uống nóng, sáng sớm uống nóng, còn buổi trưa trưa thì uống đá cũng được nha. Nhưng mà nếu uống đậm đá thì mọi người uống nóng thì cảm giác đủ độ đậm của nó luôn, nó không bị cái hơi lạnh làm mất mùi nha. Nên mọi người lúc nào cũng vậy, thấy người ta bán cà phê nóng lúc nào cũng ngon hơn là cà phê lạnh. Đó. Ồ, cái này có vẻ cũng tính ra cũng mắc mắc nha. 4 gói một bịch. Đó, 4 gói 30.000, 8 gói 4832, 4.000 gói, gần 4.000 gói nha. Mình sẽ pha nóng. Cái này là này họ pha bằng nước lạnh. Sau đây họ cũng có cái này thêm đậm, cái này đậm đà là chưa 2 gói. Cái này nó pha bằng nước lạnh luôn, chứ không cần phải nước nóng nha. Ok, nếu là đậm thì mọi người cho 2 gói, còn không đậm thì cho 1 gói nha. Một gói này, thơm này, một gói được lít ly này. Giờ mình sẽ pha vào nước lạnh nha. Này đang hết nước, mọi người thông cảm nha. Mình sẽ lấy độ đậm đậm nó thôi. Đó, mình pha trên này nó lấy không bị đậm nó nha. Mình sẽ quậy đều này. Và thì cái này mà uống lạnh như vậy thì mọi người cho đá vào sẽ ngon, nhất là uống vào buổi trưa. Cái nước ngà ngà màu thành màu và thành dán rồi. Cũng hơi lâu tan hơn bình thường, nếu nước nóng là tan rồi ấy. Nước lạnh thì chưa này. Đó, mình pha nửa ly nha mọi người nha. Bốc lên vị cam với vị xả thơm phức à. Hương cảm giác nhiều nhất là hương xả, mà là vị xả non. Xong hương tiếp theo là hương của cam, cái hậu đọng lại với là vị của đào thôi. Ngon nha, vừa uống. Mỗi tội là không dành cho những ai mà dị ứng mùi xả, bởi vì mùi xả là hơi nồng nha. Hơi nồng vị xả. Mọi người cảm giác như là ăn miếng xả non cắn nó sực cả, nó bốc cái vị lên nha. Nói chung mình thì uống được vị xả mình cảm giác ngon, nhưng mà nếu hạ cái vị xả xuống một xíu nữa thì ba vị nó cân bằng sẽ ngon hơn nha. Bởi vì này tôn vị xả nhiều nhất nha. Mọi người uống cho mình cái đánh giá nha, mình thấy cũng được á. Mà cảm mọi người sẽ hết đều của mình nha. Mọi người nhớ like đăng kênh của mình. Xin chào mọi người trong video tiếp theo nha.